Bộ phim Thiên Cơ Thập Nhị Cung. Tập 1. Thiên Cơ Thập Nhị Cung là sự tồn tại bí ẩn nhất và lớn mạnh nhất trên giang hồ. Trong đó, nên kể đến ba vị tướng lão càng bí ẩn hơn. Đang nhằm năm thiên tai, Lưu Hầu và Bắc Nguyên Soái trong triều phụ trách áp tải hàng triệu bạc cứu tế bị cướp. Mũi tên chỉ thẳng vào Thiên Cơ Thập Nhị Cung. Lưu Hầu do vận chuyển bất lực, ngã bệnh nằm trong cung nhiều năm. Thập Nhị Cung gặp phải sự truy kích của Hình Luật Ti. Ba vị trưởng lão bặt vô âm tín, hàng triệu bạc tiền cứu trợ không rõ tung tích. Giang Bộ Đầu, bước xuống cẩn thận nha. Tiểu thư. Giang Quân Linh, Bộ Đầu của Hình Luật Ti 5 triệu. Biệt tài, ngang bướng, giỏi kiếm thuật. Tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Tại sao ngươi lại đến đây? Ban đêm trời lạnh lắm, tôi sợ cô bị nhiễm phong hàn. Tôi mang áo khoác cho cô đi. Tiểu thư, cô mau đi về thì hơn. Bây giờ ta là bộ đầu, ngươi không cần chăm sóc ta như trong cung đâu. Ta đi trước nha. Ê, như vậy đâu có được. Tiểu thư là tấm thân ngàn vàng, không ai cô bị cảm lạnh hay là mệnh hệ gì. Tôi ăn nói sao? Ăn nói sao với lão già đi. Song Nhi nghe đi, thường ngày ngươi chăm sóc ta từng ly từng tí, thật sự rất là vất vả cho ngươi. Hôm nay là ngày lễ, hay là ta cho ngươi nghỉ phép nha, tiện cho ngươi hẹn hò với Ý Trung Nhân, ngươi thấy sao? Trời ơi tiểu thư, Song Nhi lấy đâu ra Ý Trung Nhân chứ? Tiểu thư chỉ giỏi chế nhạo Song Nhi thôi, sao có thể tùy tiện? Tiểu thư. Quân nhìn đèn lòng đó xem. Đẹp thiệt. Ý. Thẩm Hào, tên thật Nhạc Hàn, Thiên Cơ Thập Nhị Cung, thiếu chủ Diêm Dương Điện, biệt tài Suy Lý Tham Lam. Hồi vẽ không giống ai hết, 12 bức không có bức nào giống cả. Quynh coi họ dễ tệ vậy đó. Trần Thập Lục thì về theo hầu Thẩm Hào, biệt tài cao thủ toàn năng, ngây thơ mồ côi, từ nhỏ đã được Nhạc Trường Sơn đưa về nuôi, cùng trưởng thành với Thẩm Hào. Dễ như vậy mà đẹp sao? Trâu ria đầy mặt. Sau khi chúng ta vào thành, tìm được tay thợ vẽ này, đánh cho hắn một trận. Ai biểu hắn vẽ chúng ta xấu vậy chứ? Đánh cái gì mà đánh chứ? Cậu có giỏi thì bây giờ bước ra, nói chúng ta là Nhạc Hàng nhà Trần Thập Lục của Thập Nhị Cung. Có lý nào đệ lại khờ vậy? Ý của đệ là chúng ta có nhất thiết phải vào Hình Luật Ti đó hay không? Hình Luật Ti đó đến nay vẫn đang đuổi bắt người của Thiên Cơ Thập Nhị Cung chúng ta, nhất là chăm đối đệ đó. Thập Lục à, thôi được rồi, đệ đi về nhà đi, ta tự đi Hình Luật Ti được rồi. Hê, chú thượng, đừng làm vậy mà. Chú thượng nào, chẳng phải ta dặn đệ ra ngoài gọi ta là đại ca sao? Dạ chú thượng. Đại ca. Đệ quên rồi. Thôi được rồi, nhìn lúc phía trước đang hỗn loạn, chúng ta qua bển đi. Đừng mắc từ đại nhân phải chờ quá lâu. Đi. Đi. Hay lắm, hấp dẫn. Tiếp nữa đi. Hay lắm. Ngọc đại nhân, ra đây mau. Ngọc Trường Phong, tổng bộ đầu của Hình Luật Ti 5 triệu, biệt tài Suy Lý, sát thủ toàn năng, con trai của Ngọc Quốc Dương, tổng bộ đầu Hình Luật Ti. Ngọc đại ca, đúng là náo nhiệt thật. Ngọc đại ca, quên xem. Hay lắm. Cứ xạo nhiệt quá là náo nhiệt, không giống như ở trong cung, ngày lễ nào cũng buồn chán như nhau. Ngay ngày lễ cất xảo,
trai gái đều hy vọng có thể gặp được ý trung nhân của mình. Vậy Ngọc đại ca có ý trung nhân của mình không? Tôi đã có ý trung nhân rồi. Sao không nghe huynh kể gì hết? Là cô nương của nhà nào vậy? Công chúa. Đã nói từ đầu rồi, ở Hình Luật Ti tôi là dạng bộ đầu. Được, dạng bộ đầu. Này, chúng ta đang truy bắt, không phải tên giặc thông thường. Cô mới vào Hình Luật Ti không bao lâu, nhớ kỹ, mọi chuyện phải cẩn thận, không được lỗ mãng đó. Tuân lệnh, Ngọc đại nhân. Chúng ta chia nhau đi tìm đi. Cô đi họp mặt với Tiểu Đông Hoa Hồ Tử Lý. Đại ca, xem đi. Quá, hay quá. Hay lắm. Hay quá, tiếp đi. Wow, tiếp hay đi, quá. Hay quá. Cha, đại ca, đây là hay kinh quá. Thành náo nhiệt thiệt á. Đệ không hiểu đâu. Hả? Thằng khốn kiếp kia, đứng lại. Đứng lại cho ta. Có chuyện gì vậy? Đứng lại. Thằng khốn kiếp kia hả? Dám móc túi của lão đây hay sao? Mau giao lại cho ta đi. Nếu không hôm nay lão sẽ cho ngươi một trận nhớ đời đó. Tiểu thư cứ coi tự nhiên, cô thích món nào? Trời ơi, làm gì vậy? Tên khốn kiếp kia từ đâu đến mà dám xen vào chuyện này? Tránh ra cho ta. Mấy gì thiếu gia, quay phong lắm. Người lại, người chán sống rồi hả? Dám xen vào chuyện của lão đây. Ai vậy? Ai đánh lén bổn thiếu gia? Để ta xem kẻ nào dám gây hấn tại đây. Đi. Thiếu gia, người của Hình Luật Ti tới. Đừng rồi. Đừng khuyên ta nữa. Hình Luật Ti là cái thá gì? Hôm nay cho dù là Thiên Dương lão tử đến đây, lão già thầy sẽ chặt đầu ngón tay của tên trộm giặc này. Đại nhân kia là nữ. Hình Luật Ti là cái thá gì? Nhưng giúp người mau tỉnh rượu hơn sẽ không có vấn đề gì. Giải hắn về. Đại nhân tha tội, đại nhân tha tội. Đã lấy trộm tiền của thiếu gia tôi. Đại nhân minh giám, đại nhân minh giám. Đúng, chính thằng nhóc này đã lấy trộm của ta. Mang tiền trả cho ta. Mẹ ơi. Có bằng chứng không? Mẹ vừa rồi hai người này bao che cho đứa nhỏ, họ nhất định là đồng bọn. Người nói tiền đang ở chỗ ta chứ gì? Phải. Được. Vậy cho người này khám xét lại, để có tiền của ngươi có ở chỗ của ta và huynh đệ của ta hay không? Tiểu Đông Hoa Hồ Tử Lý. Khám. Quay mặt lại. Quay ra sao? Nè tiểu đệ đệ, tỷ tỷ làm ảo thuật cho đệ xem nha. Đừng khóc nữa, có tỷ tỷ rồi. Không khám xét được gì. Ê, con trai, sao con ở đây vậy? Mấy vị đại nhân, tôi mới là cha của nó. Nó có làm phiền các vị hay không? Tôi tại đây xin lỗi mấy vị đại nhân. Chúng ta về nhà mau. Đợi đã. Hả? Chỗ này không có vật chứng, không nhân chứng. Nếu các người dám nhích một bước, ta giải các người về Hình Luật Ti. Ngươi. Đa tạ các vị đại nhân, tôi đã gây ra nhiều rắc rối cho các vị. Con trai đi. Khoan đi đã. Con trai, chào cha đi. Ngươi bị bệnh sao? Tại sao đánh ta chứ? Ngươi là cha của ai vậy? Tại hạ là dân quê mùa, lần đầu tiên đến kinh thành, cho nên không biết người kinh thành lại thích chơi đùa như vậy. Nhắm mắt tìm đứa bé ngoài đường thì nói mình là cha của nó. Ngươi nói ngươi là cha của nó. Con trai, ta cũng là cha của con nè. Ngươi nói bậy bạ gì chứ? Đi. Ngươi làm gì vậy? Đau quá. Nè, buông ra. Con cái là cục cưng của cha mẹ. Vừa rồi giành với người ta, không nghĩ đến liệu con cái của mình có đau hay không. Ngươi chỉ muốn giành hơn ta thôi. Nếu ngươi là cha của đứa bé thì ngươi sẽ không nhẫn tâm đâu. Từ khi người ta bắt đầu xuất hiện, ngươi dám chắc đứa bé nhất định sẽ bị thương. Nhưng mà ánh mắt của ngươi chưa từng dừng lại ở chỗ đứa bé giây phút nào cả. Vậy ngươi nói cho ta biết, đứa bé tên là gì, năm nay nó bao nhiêu tuổi? Ngươi nói cho ta biết đi. Năm nay Tiểu Võ đã... Mau bỏ xuống, đưa họ về Hình Luật Ti. Kêu từ lưng đóng đại nhân chờ ta.
chạy ra chạy. Thằng khốn kiếp kia, sao không chịu nghe lời hả? Không chịu nghe lời. Đau quá, đừng đánh tôi, đau quá. Đồ ăn hại. Đau quá. Đồ ăn hại, ta dạy như thế nào hả? Dừng tay. Ông chủ, ngoài kia không có người. Không có người, không tự lượng sức mình, dám ra tay đối phó với Hình Lục Tiên Quan, to gan. Xong lên đi. Ôi dạy. Ôi dạ. Tiêu bộ đầu, rốt cuộc đã kịp lúc. Ngục đại ca. Xin hai vị đại nhân tha cho tôi. Tha cho tôi đi. Thiên Cô Thập Nhị Cung vốn đã tội ác tày trời. Người còn trích tinh danh các người chẳng được coi trọng trong hàng ngũ của bọn giặc nhập Thập Nhị Cung. Mau đi theo ta, bổn quan sẽ xử phạt nhẹ cho. Mau khai thật đi, Ngọc đại nhân đã hứa xử phạt nhẹ rồi, còn không mau khai thật ra. Con chưa phi tư. Nè, thôi đi, chỉ là tên trộm giặc thôi mà. Nè. Người đứng lại. Người tên gì? Tại hạ Thẩm Hậu. Tại sao vừa rồi người lại cản ta? Người có biết tên tội phạm đó có dính líu tới một vụ trọng án không? Hắn bỏ trốn sẽ không còn manh mối. Hey, vừa rồi nếu tại hạ không ra tay, e rằng người bị giết chính là đại nhân đó. Nếu cô muốn tìm hiểu vụ án, tại sao vừa rồi không hỏi hắn trước lúc mà hắn bỏ trốn vậy chứ? Ngược lại đi hỏi ân nhân cứu mạng của cô. Nữ bộ đầu của Hình Luật Tiên đều vô lễ như vậy hay sao? Nữ bộ đầu thì sao chứ? Người đâu? Hey, thế nào? Chẳng lẽ đại nhân nhất định bắt giam tại hạ hay sao? Tôi hỗ trợ Hình Luật Tiên bắt trộm, còn cứu mạng của đại nhân, tôi phạm tội gì đây hả? Thôi đi. Ngươi. Ân cứu mạng đó, Ngọc Mộ xin thay vàng bộ đầu đa tạ. Làm phiền huynh ngày mai đến Hình Luật Ti điểm chỉ, như vậy coi như là kết án. Được. Hai vị đại nhân, người đã chuẩn bị xong. Đi thôi, vàng bộ đầu. Vàng bộ đầu. Đại ca, thế nào rồi? Lúc này bọn người của Hình Luật Ti
đã bắt người của Trích Tinh Doanh của Thập Nhị Cung. Trích Tinh Doanh đến kinh thành làm gì? Có lẽ mục đích của họ giống chúng ta vậy, liên quan đến số tiền cứu trợ. Đã tìm được từ đại nhân chưa? Tìm được rồi. Đi thôi. Ừ. Hai vị đại nhân, tôi chờ hai vị đã lâu rồi. Phiền ông dẫn đường. Mời mời. Từ đại nhân, Giáng sinh Thẩm Hào, Trần Thập Lục bái kiến từ đại nhân. Từ đại nhân. Thẩm công tử, mau miệng lễ đi. Năm xưa tên tú tài cơ hàng như tôi sẽ bị chết cống trên đường tới kinh thành. May mà được nhà cung chủ của Diêm Vương Điện cứu mạng tôi, không ngại cân nhắc mới có từ lân đống tôi ngày hôm nay. Chỉ cần là người của Nhạc lão cung chủ, tôi nhất định hết lòng chăm sóc. Từ đại nhân, ngài có lòng rồi. Không nói nữa, không nói nữa. Mời vào. Nào. Không biết lần này Thẩm công tử đến đây có chuyện gì hay không? Từ đại nhân, lần này tại hạ đến đây muốn nhờ từ đại nhân mượn danh nghĩa quan hình luật ti của từ đại nhân để mà tiến cử tôi và Trần Thập Lục đây để vào hình luật ti làm gì? Không phải là tôi không chịu giúp đỡ. Chức quan của tôi trong hình luật ti cao hơn cậu ấy một bậc. Nếu hai vị muốn vào hình luật ti làm việc thì không có gì khó đâu. Chỉ có điều là tôi không hiểu, với thân phận và địa vị của hai vị thì sống như thế nào cũng an nhàn thoải mái, cớ sao phải vào hình luật ti làm việc cho cực thân? Tôi... Từ đại nhân, từ vụ cướp tiền cứu trợ, hình luật ti vẫn gây áp lực cho thập nhị cung chúng tôi. Lần này đại ca tôi đến đây là vì muốn vào hình luật ti thu thập bằng chứng, điều tra rõ vụ án này, giúp thập nhị cung chúng tôi rửa sạch oan ức. Khoan đã, Thẩm công tử, chuyện này không ổn đâu. Vụ án tiền cứu trợ đâu phải muốn là làm được đâu. Từ đại nhân, ngài là người nhà, không nói dấu gì ngài. Diêm Vương Điện của thập nhị cung không hiểu tại sao lại bị liên lụy vào vụ án tiền cứu trợ đó, chịu đủ đả kích. Tại hạ chỉ muốn đòi lại sự công bằng cho huynh đệ của thập nhị cung. Nhưng từ đại nhân cứ yên tâm, tại hạ sẽ không để liên lụy đến ngài đâu. Ê, Thẩm công tử hiểu lầm rồi. Không phải là vì tôi nhút nhát sợ chuyện đâu, mà là vì hiện nay hình luật ti cứ đòi áp bức thập nhị cung. Nếu lúc này cậu bại lộ thân phận thì có khác gì đưa dây vào hang hùm. Nếu vì chuyện này mà làm tổn hại đến Thẩm công tử cậu thì tôi không nhẫn tâm đâu. Từ đại nhân nói chuyện cũng có lý lắm. Đúng vậy. Nếu như hai vị công tử đã tới kinh thành rồi thì ở chơi thêm vài ngày đi. Cứ ở trong phủ của tôi. Trời ơi, vậy tại hạ thấy ngại lắm. Vậy tại hạ đa tạ từ đại nhân. Đa tạ từ đại nhân. Ê, Thẩm công tử. Đa tạ từ đại nhân. Đừng làm vậy Thẩm công tử. Thẩm công tử, cậu. Ê, Thẩm công tử. Đa tạ từ đại nhân. Sao tôi có thể cảnh giác nổi chứ? Tạ từ đại nhân. Thẩm công tử, cậu mau đứng dậy đi, mau đứng dậy đi. Đa tạ từ đại nhân. Thẩm công tử à, cậu hãy mau đứng dậy, mau đứng dậy đi. Tôi đầy bối rối không biết phải làm sao nữa. Từ đại nhân, xin lỗi nha. Đại ca, đây chính là hình luật ti sao? Đúng. Chúng ta đến xin việc làm. Thẩm Hào, thủ tục đã xong rồi, vụ án đã kết thúc. Cậu không đi còn chờ gì nữa? Ngọc đại nhân, nếu như hai vị công tử đã kiên định như vậy thì tôi cần phải nói thêm vài câu. Các cậu mà vào hình luật ti sẽ phải đối mặt với tổng bộ đầu Ngọc Trường Phong. Ngọc đại nhân này còn trẻ trung nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy khắp kinh thành, hai vị không được đùa giỡn đâu nha. Vậy tại hạ xin đa tạ từ đại nhân. Có án phải điều tra, tra xong phải phá. Tôi làm tổng bộ đầu của hình luật ti đã được một khoảng thời gian, còn chưa dám nói như vậy.
Xem ra Từ đại nhân rất coi trọng huynh đó. Tại hạ không dám. Ta và Từ đại nhân làm quan cùng triều, Từ đại nhân là con người khiêm tốn cẩn thận, nói rõ mọi chuyện như vậy quả là hiếm thấy. Ê, ý của ngài là sao? Trên đó có quan ấn của Từ đại nhân, chẳng lẽ ngài dám nghi nó là giả sao? Hỗn láo, người này là tổng bộ đầu Ngọc đại nhân, không được vô lễ. Còn nữa, lá thư không phải giả, vậy ngươi lo gì? Thập Lục, chúng tôi là người quê mùa, xuất thân thấp hèn, nếu như có vô lễ, mong đại nhân bỏ qua cho. Thôi đi, đúng là lúc triều ta cần dùng người. Từ đại nhân viết thơ tiến cử hai vị, ác hẳn hai vị phải có điểm hơn người. Vậy bổn quan cho hai vị một lần cơ hội, nhưng mà hình luật ti không phải chỗ muốn vào thì vào đâu, nhưng quy định cần tuân thủ. Hai vị không thể thiếu cái nào. Ừ. 10 ngày sau bổn quan sẽ định đoạt sau. Đa tạ đại nhân. Ê, Giang Bộ Đồng, lại có chuyện gì nữa? Trả lại cho cô. Đa tạ Giang Bộ Đầu chỉ dẫn. Ta không cần nữa. Ê, hai vị công tử, từ mổ đây mới tới chỗ này cũng vô cùng ngạc nhiên. Nếu có tiên cảnh nhân gian thì không thể ngoài chỗ này được đâu. Hai vị công tử mời. Mời công tử. Công tử lần đầu đến đây có phải không? Công tử tuấn tú thật đó. Tôi xấu lắm, tôi xấu lắm. Công tử. Đại ca. Hai vị công tử xin mời. Mời. Thần Ngọc Trường Phong thỉnh an công chúa. Trời ơi Ngọc đại ca, ta đã nói là không cần làm vậy, mau ngồi xuống đi. Tạ công chúa. Tức chết đi được. Ngọc đại ca, bà khẳng định tên Khảm Hạo đó có vấn đề. Chúng ta không dễ dàng cho hắn vào hình luật ti được. Chúng ta phải điều tra hắn. Công chúa, cô đừng có nóng nảy. Dù sao Từ đại nhân cũng là bậc trên. Hơn nữa, tên Thẩm Hạo đó thực sự rất nhanh trí. Cô cho hắn làm thử đi. Nhanh trí thì sao? Ỷ lại phía sau có người chống lưng, vốn coi hình luật ti chẳng ra gì. Ngọc đại ca, tôi dám cược với huynh, thứ người như Thẩm Hạo, cho dù có đến đây chơi tới 2 ngày hắn cũng sẽ bỏ đi thôi. Dù sao hắn cũng từng cứu cô. Về tình về lý, chúng ta đều phải cho Thẩm Hạo một lần cơ hội mà. Từ đại nhân, tại hạ xin cạn ly rượu này để kính ngài. Ê, Thẩm công tử khách sáo rồi, tôi chỉ sẵn tay giúp thôi. À. Ê, sao không rót rượu mời Thẩm công tử đi? Đây. Ê, Thẩm công tử, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi đó. Nếu như cậu không uống ly rượu này, có khác gì là cậu không nể mặt tôi đấy. Nếu vậy, tôi và Thập Lục huynh đệ của tôi đa tạ ơn tiến cử của Từ đại nhân. Đa tạ. Được, hôm nay hai vị mới tới kinh thành, cho nên thoải mái một chút đi. Chúng ta sẽ không bàn về việc công nữa. Uống rượu. Uống rượu. Tiểu ca ca, huynh thấy gì cô nương này đẹp hơn, hay vị tỷ tỷ này đẹp hơn, hay là muội đẹp hơn? Các cô đây đều không đủ đẹp. Tôi nghe kể là nữ chưởng quầy của Túy Tiên Lầu Hoa Hà Tích đẹp như tiên dáng trần, tinh thông lục nghệ, đi ngang nơi nào sẽ để lại một mùi hương rất lâu tan. Chỉ tiếc là tại hạ đây cũng chưa từng gặp. Đáng tiếc, đáng tiếc. Giỏi.
Tỷ tỷ, chẳng hay là phòng của qua trưởng quầy mà Từ đại nhân nói lúc nãy là ở đâu vậy? Từ đại nhân, tại hạ thấy tức bụng, xin phép vắng mặt một lúc. Cứ việc thoải mái. Án cứu trợ tiền đó không có manh mối, tôi chỉ có 3 tháng thời gian. Nếu như không điều tra được, tôi sẽ không còn cơ hội chống án cho Hoàng huynh nữa. Tôi đã phái thuộc hạ giỏi nhất hiện có đi điều tra đã hơn 1 năm trời rồi. Diêm Dương Điện trong truyền thuyết có manh mối gì không? Tuy giang hồ đồn rằng do Diêm Dương Điện Thiên Cô Thập Nhị Cung đánh cắp tiền cứu trợ, nhưng mà tổ chức này rất bí ẩn. Tụ lĩnh mới nhậm chức như rồng thấy đầu không thấy đuôi. Chúng tôi vẫn luôn điều tra, nhưng mà không điều tra ra được gì. Lần trước ca ca tôi đến Ngân Khố và Bạch Đảng Quan đàm phán đã không thuận lợi. Nay vì vụ án tiền cứu trợ ra nông nổi này, Ngọc đại ca, huynh và 12 huynh muội chúng tôi quen nhau từ thuở nhỏ, huynh phải giúp tôi, càng phải giúp cho ca ca của tôi. Không phiền cô nữa. Dạ. Ê, tỷ tỷ, đẹp quá. Trời ơi, dẻo miệng lắm. Ê, công tử, công tử không được vào trong đâu. Công tử chờ một lát. Công tử, vừa rồi tôi đã đắc tội, chủ nhân mời cậu. Qua Hà Tích, trưởng quầy Túy Tiên Lầu, Thiên Cơ Thập Nhị Cung, cung chủ của Lăng Hương Đàn, biệt tài thu thập tình báo và mê hoặc lòng người. Công tử. Qua tỷ, dạo này khỏe không? Đa tạ ân nhân quan tâm. Để còn nói dạo này sao? Lần trước chúng ta chia tay đã 6 tháng trời rồi. Qua tỷ, tỷ cứ hay nhớ rõ ràng từng ngày như vậy, để đã quên mất rồi. Ơn cứu mạng không lúc nào dám quên. Đại ca, đại ca, đại ca. Hả? Quân mau ra xem đi. Đi. Hả? Từ lần đầu bọn ngươi lạm dụng chức quyền, tham lam coi thường dương pháp, hủy hoại một vùng, ngươi biết tội hay chưa? Ngươi là ai vậy? Ngang nhiên dám hộ lão với Ti Lục Quan hả? Từ lần đầu bọn ngươi lạm dụng chức quyền, tham lam coi thường dương pháp, gây hại một vùng, ngươi biết tội hay chưa? À!
Nghe nói là có người chết đó. Bộ đầu đến rồi. Tình nghe nói bộ đầu người chết đó. Nghe nói có người chết đó. Ghê quá. Ghê thật đó. Có người chết đó. Thì ra là có án mạng. Đừng manh động. Hình luật ty làm việc. Tất cả đứng dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Đại nhân, vừa rồi Diêm Vương đã hiện ra là liệt hỏa Diêm Vương đó. Vừa rồi Diêm Vương dậy một cái liền đốt chết Từ Lân đống đại nhân. Diêm La Dương. Đại nhân, là Diêm Vương thật đó đại nhân. Dẫn họ về. Dạ. Dạ, dạ. Đi, đi, đi. Đại nhân, tại sao bắt chúng tôi đi? Đi mau. Đại nhân, đi mau. Đi mau. Sao bắt chúng tôi vậy? Quan cho tôi mà. Trần Thập Lục. Quan cho tôi mà đại nhân. Đi mau. Đi mau. Lại là các đại ngươi. Đại nhân, tại sao bắt chúng tôi? Chúng tôi có phải là hung thủ đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn chống cự sao? Lên. Khoan đã. Giang Bộ Đồng, bắt tôi đi. Giang Bộ Đồng, lại là ngươi.